Nhiều nền văn hóa trên thế giới có những câu chuyện ly kỳ về các sinh vật thần thoại của riêng mình. Có lẽ bạn đã từng nghe qua thông tin về những sinh vật huyền bí này, nhưng không phải là ngoài đời thực mà là trên phim ảnh. Video hôm nay bộ anh Jack Sam muốn mang đến, đó là nói về tất cả các sinh vật huyền thoại mạnh mẽ và nổi tiếng nhất từng xuất hiện trên phim. Lý do mình làm chủ đề này là muốn mở rộng tệp nội dung hơn nữa. Và một phần là các sinh vật huyền thoại cũng mang một số đặc điểm của sinh vật đời thực hoặc sinh vật thời tiền sử, nên mọi người có thể xem để thư giãn và giải trí thôi nhé. Trước khi bước vào những nội dung chính thì Ultraxa đã có mặt trên Facebook. Anh em nào yêu quý có thể ghé qua và tương tác với chúng mình nhé. Link ở phần mô tả và bình luận. Xin cảm ơn. Số 1. Kraken. Kraken là một quái vật biển huyền thoại có kích thước khổng lồ, được cho là xuất hiện ở vùng biển giữa Na Uy và Iceland. Kraken là chủ đề của những điều mê tín và huyền thoại của thủy thủ, lần đầu tiên được mô tả ở thời hiện đại trong một cuốn nhật ký du lịch của Francesco Neri vào năm 1700. Nhà văn người Đan Mạch Erik Pontoppidan Biden mô tả Kraken trong tác phẩm của mình giống như một sinh vật khổng lồ tương tự như mực. Theo ông, Kraken có khả năng sử dụng xúc tu để tấn công và phá hủy các tàu thuyền, rồi kéo chúng xuống dưới đáy biển. Ngoài ra, Kraken cũng được cho là có khả năng tạo ra một xoáy nước khủng khiếp chỉ bằng cách nổi lên từ đáy biển. Mặc dù có thể thêm những chi tiết huyền bí và câu chuyện về Kraken, nhưng tạo hình của nó được dựa trên một cơ sở thực tế. Có khả năng Kraken có nguồn gốc từ một loài mực khổng lồ nào đó, và các nhà sinh vật học đã đề xuất giả thuyết rằng có thể đó là loài mực khổng lồ có chiều dài từ 12 đến 15 mét. Số 2. Griffin. Griffin là sinh vật huyền thoại kết hợp với cơ thể và hai chân sâu giống như sư tử, cùng với mỏ, cánh và móng vuốt mạnh mẽ của đại bàng. Vì theo truyền thống, sư tử được coi là vua của loài thú và đại bàng là vua của các loài chim. Griffin được xem là một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý, và được coi là vua của mọi loài sinh vật. Griffin được tìm thấy trong các tín ngưỡng dân gian cổ ở nhiều nơi như Ấn Độ, Ba Tư, sau đó trở thành một phần của huyền thoại Hy Lạp cổ đại. Nó được coi là một sinh vật truyền thuyết, luôn sống trong những tín ngưỡng của những quốc gia thờ tự nó. Sir John Mandeville, một nhà thám hiểm người Pháp, đã miêu tả Griffin như một sinh vật mạnh mẽ, có sức mạnh tương đương với 8 con sư tử và hàng trăm con đại bàng. Griffin cũng được biết đến trong văn hóa cổ đại với đặc điểm thông minh và tài năng đỉnh cao. Tuy nhiên, nó cũng nổi tiếng với tính hung dữ, sẵn sàng kéo sợi bất cứ người nào bằng những móng vuốt sắc nhọn của nó và cho họ bay. À, ý mình là bay từ trên cao xuống ấy. Suba, nhân mã. Nhân mã là một sinh vật đã quá nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Chúng được mô tả là có phần thân trên là người và phần thân dưới của một con ngựa. Chúng là con của Nepho và Ixion. Tương truyền, Ixion đã yêu Hera, vợ của mái dập huyền thoại là thần Zeus, và cố gắng cưỡng hiếp bà ấy. Hera đã báo lại việc này cho Zeus và ông quyết định tìm hiểu. Zeus đã tạo ra một đám mây giống Hera để thử lòng Ixion, và kết quả là Centaur ra đời sau cuộc con gái giữa Ixion và đám mây Nepho. Khi phát hiện ra điều này, Zeus gắn Ixion vào một bánh xe và để gió quay trong không khí. Trong các nhân mã, Chiron được coi là loài khôn ngoan và công bằng nhất. Chiron cũng là vị thầy của nhiều anh hùng Hy Lạp bao gồm Achilles. Số 4. Nhân sư. Nhân sư là một sinh vật thần thoại có nguồn gốc từ các nhân vật điêu khắc thời cổ vương quốc Ai Cập. Được người Hy Lạp cổ đại gọi bằng cái tên riêng của họ là kẻ bóp cổ, một nhân vật cổ đại của thần thoại Hy Lạp. Các nhân vật tương tự xuất hiện trên khắp Nam và Đông Nam Á. Trong nghệ thuật trang trí châu Âu, hình tượng nhân sư đã được khôi phục mạnh từ thời phục hưng về sau. Theo truyền thuyết, nhân sư ngồi bên thành phố Thebes và hỏi những người đi qua một câu đố nổi tiếng. Sinh vật nào đi bằng 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi trưa và 3 chân vào buổi chiều? Và khi nó càng đi bằng nhiều chân thì nó càng yếu. Bất cứ ai trả lời không chính xác đều bị ăn thịt. Sau khi Oedipus, vua của Thebes, trả lời câu đố một cách chính xác thì nhân sư này đã tự sát. Số 5. Phượng hoàng lửa. Phượng hoàng lửa Phoenix là một con chim lửa thần thoại có khả năng tái sinh. Phượng hoàng lửa được biết trong các nền văn hóa Hy Lạp, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ai Cập và Native American. Trong tất cả các nền văn hóa, phượng hoàng lửa gắn liền với mặt trời. Nó là loài chim với bộ lông màu vàng đỏ cam. Khi chuẩn bị giả từ cõi đời, phượng hoàng lửa xây cho mình một cái tổ từ những cọng quế và sau đó tự bốc cháy. Cả tổ và chim đều cháy dữ dội để sau đó chỉ còn một nắm tro tàn. Từ đó, một con phượng hoàng lửa mới ra đời. Phượng hoàng lửa rất phổ biến trong các tác phẩm nghệ thuật.
văn hóa Kitô giáo thời kỳ đầu cũng như là chủ nghĩa tượng trưng Kitô giáo, giống như biểu tượng của Chúa Giêsu, và ngoài ra nó còn tượng trưng cho sự chết, phục sinh và bất tử của Giêsu. Số 6, Medusa. Medusa là một trong ba người con nhà Gorgon, gồm Steno, Euryale và chính Medusa. Cô từng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng sau khi Poseidon hấp diêm cô trong đền thờ Athena, đã khiến Athena giận dữ và biến Medusa thành một sinh vật gớm ghiếc với khuôn mặt xấu xí và đáng xuất hiện đầy trên đầu. Lời nguyền của Athena dành cho Medusa khiến bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt của cô đều sẽ bị biến thành đá. Trong nỗi tuyệt vọng, cô trở nên khủng khiếp như vẻ bề ngoài của mình. Medusa chạy trốn sang châu Phi, nơi những con rắn non rơi xuống đất, và theo người Hy Lạp, đây là lý do tại sao lục địa này trở thành nơi sinh sống của nhiều loài rắn độc. Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa bị giết bởi Perseus, con trai của thằng Zeus và công chúa Danae. Tương truyền rằng khi Perseus cắt đầu Medusa thì xuất hiện Chrysor và Pegasus. Số 7, Hypra. Lernen Hypra là con rồng nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Tương truyền rằng Hypra từng có 7 hoặc 9 cái đầu, nhưng nếu ai đó chặt đầu của nó thì ngay tại vị trí đó mọc lại 2 cái đầu mới. Hypra có khả năng thở ra lửa và máu của nó cũng độc hại chết người. Để chiến thắng con quái vật này, dũng sĩ Hercules đã nghĩ ra cách dùng lửa đốt ngay chỗ vết thương của những cái đầu vừa bị chặt để cái đầu mới không thể mọc ra. Cứ như thế, Hercules đã chặt từng cái đầu một của quái vật Hypra. Đây cũng chính là một trong những chiến công vĩ đại nhất của dũng sĩ Hercules. Sau này, Hercules dùng mũi tên tẩm siro của Hypra để dọa các vị thần bất tử như thần Apollo và thần Poseidon. Sau khi chết, Hercules đã biến con quái vật thành một chòm sao cùng tên. Số 8, Chimera. Theo thần thoại Hy Lạp, Chimera là một con quái vật có khả năng thở ra lửa. Chimera trông giống như một con sư tử với cái đầu của một con dê nhô ra từ lưng và đuôi là một con rắn. Con quái vật này là con gái của Typhon và Echidna, gốc từ Orthos là mẹ của nhân sư và sư tử Nemean. Có họ hàng với chó ba đầu Cerberus và quái vật Hypra được vua Amisodarus nuôi dưỡng. Ngày nay, thuật ngữ Chimera được sử dụng để mô tả bất kỳ sinh vật huyền thoại nào có bộ phận từ nhiều loài động vật khác nhau. Nhận chỉ thị của vua Lobates, anh hùng Bellerophon đã chỉ huy quân đội giết chết con quái vật này. Ông cưỡi con ngựa có cánh Pegasus bay và đâm vào ngọn giáo bằng chì vào họng Chimera khi nó tắt thở mà hẹo. Số 9, Manticore. Manticore là một sinh vật huyền thoại của Ba Tư, tương tự như nhân sư Ai Cập, cũng phổ biến trong nghệ thuật thời Trung Cổ Tây Âu. Nó được miêu tả có hình dáng thú bốn chân với bộ lông màu nâu vàng, nhưng lại có đầu giống như một người đàn ông, thân sư tử và đuôi bọ cạp, hoặc đuôi phủ đầy gai độc giống như lông nhím. Có một số ghi chép cho rằng gai đuôi có thể phóng ra nhiều mũi tên. Nó ăn thịt toàn bộ nạn nhân bằng 3 hàng răng và không để lại xương. Tesias là bác sĩ và nhà sử học người Hy Lạp của triều đình Ba Tư đã mô tả Manticore với 3 hàng răng sắc như cá mập, tạo ra tiếng gầm giống như tiếng kèn trumpet. Manticore có sở thích đặc biệt với việc ăn thịt người. Nó sẵn sàng thực hiện mọi việc để thỏa mãn thú vui của nó. Một thú vui đáng sợ được thể hiện qua việc xé xác và ăn thịt người. Số 10, Rock. Những thương gia và thủy thủ ngày xưa thường kể nhau nghe về Rock, một sinh vật có hình dáng giống chim được miêu tả là mạnh mẽ đến mức có thể hạ cánh xuống và nâng một con voi lên khỏi mặt đất. Huyền thoại về Rock được truyền tải qua nhiều thế hệ thông qua lời kể của những nhà thám hiểm nổi tiếng như Marco Polo. Ông mô tả Rock là một sinh vật có khả năng săn mồi bằng cách nắm chặt nạn nhân trong cặp móng vuốt mạnh mẽ của nó, sau đó thả họ từ độ cao lớn. Ibn Battuta, một nhà thám hiểm người Maroc, đã kể về việc ông nhầm lẫn giữa Rock và một hòn đảo. Rock được miêu tả có sải cánh khổng lồ, đủ lớn để che lấp ánh sáng mặt trời. Có vẻ, Rock được lấy cảm hứng từ loài chim voi sống tại thảo nguyên Madagascar vào thế kỷ 17 trước khi tuyệt chủng hoàn toàn. Số 11, Nian. Nian là một sinh vật huyền thoại có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nó đã trở thành một phần quan trọng của truyền thống múa sư tử trong lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán. Theo truyền thuyết, Nian có đầu giống sư tử và cơ thể giống chó với hai chiếc răng cửa lớn nhô ra ngoài. Nhiều phiên bản truyền thuyết cũng cho rằng Nian có hai cái sừng lớn và nhiều răng sắc nhọn. Vào những ngày Tết, Nian lại xuất hiện và tấn công người dân làng, đặc biệt vào ban đêm, bởi vì thức ăn trong làng khan hiếm vào thời điểm đó. Truyền thống múa sư tử trong Tết Nguyên Đán xuất phát từ việc người dân tạo ra những trang phục và kịch bản để đánh lừa và xua đuổi Nian. Việc múa sư tử trở thành một phần quan trọng của lễ kỷ niệm Tết, tượng trưng cho sự bảo vệ và may mắn trong năm mới. Số 12, Banshee. Banshee là một nữ thần trong văn hóa dân gian Ireland.
thường được gọi là nàng tiên của địa ngục hoặc quỷ báo tử. Tên của Banshee liên quan tới những nấm mồ hay những gò đất nằm rải rác ở vùng quê Ireland. Đôi lúc, Banshee có mái tóc trải dài như dòng suối và một chiếc áo choàng xám phủ đầu với chiếc đầm xanh lá cây. Đôi mắt bà ấy có màu đỏ thẫm vì lúc nào cũng ngấn lệ. Tiếng gào thét thê lương ai oán của Banshee được cho là một điềm báo cho cái chết sắp đến trong gia đình. Mặc dù vậy, các Banshee không phải lúc nào cũng được miêu tả là tà ác. Một số được coi là có quan hệ chặt chẽ với người dân nơi đây và người ta nói rằng mỗi gia đình ở phía nam Ireland đều có một Banshee che chở. Họ hát những bài hát tràn ngập tình yêu với mối quan tâm dành cho các gia đình. Số 13. Minotaur. Minotaur là một con quái vật nửa bò nửa người trong thần thoại Hy Lạp. Nó sống trong một mê cung bên dưới cung điện của vua Minos ở Brity. Mọi chuyện bắt đầu khi Minos muốn làm vua xứ Brity nên ông cầu xin thần biển Poseidon. Poseidon yêu cầu ông tặng con bò trắng đẹp tuyệt trần để chứng tỏ lòng thành của mình. Nhưng mê mẩn trước vẻ đẹp của con bò, Minos đã đem một con bò giả để thế. Tức giận, thần Poseidon đã trừng phạt Minos bằng cách hóa phép cho hoàng hậu Minos là Pasiphae yêu con bò đó. Hoàng hậu đã ra lệnh cho kiến trúc sư Daedalus làm một con bò bằng gỗ để bà chui vào giao phối với con bò đó, và kết quả là sự ra đời của Minotaur. Minotaur đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đảo Brity, nên vua Minos đã ra lệnh cho Daedalus làm một mê cung để nhốt nó lại. Mỗi năm, ông đem 7 người con trai và 7 người con gái từ Athena vào cho Minotaur ăn thịt. Minotaur đã bị tiêu diệt bởi anh hùng Theseus, nhà sư giúp đỡ của Arin, con gái của Minos. Nhờ cuốn chỉ của cô đưa mà anh đã tìm đường thoát khỏi được mê cung. Số 14. Nàng tiên cá. Nàng tiên cá là một sinh vật huyền thoại sống dưới biển với phần trên là con người và phần thân dưới là của một con cá. Nàng tiên cá xuất hiện trong văn hóa dân gian từ khắp nơi trên thế giới. Trong nhiều câu chuyện, các nàng tiên cá có liên quan đến những tai nạn đường thủy như đuối nước và đắm tàu. Chúng được biết đến với vẻ đẹp tuyệt vời, quyến rũ những người lái tàu lạc lối đâm vào bãi đá ngầm. Khi nhắc đến tiên cá, người ta thường nghĩ đến những cô nàng xinh đẹp. Tuy nhiên, cũng có những chàng tiên cá được gọi là mermen. Cùng nhau, chúng gây ra nỗi sợ hãi cho những thủy thủ đang lênh đênh trên biển. Mặc dù là sinh vật thần thoại, nhưng một số người ngày nay thậm chí còn tin rằng mình đã thấy nàng tiên cá lên bờ phơi nắng đón ánh mặt trời buổi sớm mai. Tuy nhiên đến nay điều này vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Số 15. Kappa. Kappa là một loài thủy quái trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Tên của nó có nghĩa là con sông. Kappa sống được cả ở dưới nước và trên cạn. Trên đỉnh đầu có một cây đĩa hình bầu dục đựng nước. Khi trên cạn, nếu đĩa này còn đầy nước thì Kappa vẫn có sức mạnh. Kappa được miêu tả như một tiểu yêu, một quái vật cao có như một đứa trẻ 4 hoặc 5 tuổi, nặng khoảng trên dưới 20 kg. Hình dạng gần giống như loài tinh tinh. Đầu bơm sầm tóc, mũi dài khoằm, miệng như mỏ quả, mặt và mắt tròn. Có râu màu nâu dưới cằm. Da xanh xám có thể thay đổi theo màu sắc tùy theo môi trường. Tay chân có 5 ngón và co mang. Bụng có một chiếc túi đựng đồ vật, thân thể có mùi tanh như cá. Các trẻ em Nhật Bản được cảnh báo không nên đi gần sông hoặc hồ, vì Kappa thường được cho là núp trong bụi cây ven hồ và kéo những ai đó đến gần để mồi ruột ăn. Một số người cho rằng nếu dụ được Kappa cúi đầu khiến nước trên đầu chúng tràn ra thì chúng sẽ mất đi sức mạnh của mình. Vừa rồi là tất cả các sinh vật huyền thoại mạnh nhất và nổi tiếng nhất từng xuất hiện trên phim mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Video này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, nên các bạn cứ thoải mái góp ý ở bên dưới nhé. Mình rất hoan hỷ nếu góp ý đó văn minh và không thượng đẳng như một số bạn nào đó. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Old Jaysa. Cảm ơn các bạn rất nhiều, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. My ass.